em nó vẫn còn có chỗ đứng rất là lớn trong lòng người hâm mộ. Mặc dù gần đây nhất đã ra được cái phiên bản nâng cấp cho em nó, đó là KM8FX. Nhưng đối với những người sử dụng, vâng, đối với những người sử dụng không cần đến những cái, anh ơi bật em cái bóng này sao? Đối với những người sử dụng không cần đến những cái cổng kết nối mà đã được trang bị trên phiên bản nâng cấp, thì chiếc KM5FX vẫn là sự lựa chọn, vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Về cái sản phẩm này thì đã thống lĩnh thị trường năm 2018 vừa qua, là điên đảo, đã làm cho những cái thương hiệu khác phải dè chừng. Và gần như nó là xu thế để cho những cái thương hiệu khác để theo nó. Dòng vang số chỉnh cơ 48 bit DSP, lập trình sẵn 8 hiệu ứng đây, mang thương hiệu GA, một thương hiệu rất là đình đám và thành công trong làng karaoke. Model là KM5FX. Với cái khả năng xử lý file nhạc, xử lý file nhạc và karaoke thì các bác không phải nghĩ về cái khả năng của nó rồi. Hát ở cái chế độ 5 nhá, echo reverb cực mượt luôn. Echo delay này, repeat này, reverb này. Chúng ta có thể can thiệp bằng phần cơ học, chúng ta có thể dùng tay chỉnh một cách rất là thô sơ, chỉ cần cái bút điện. Hay đến phần mic tông, chúng ta có thể tinh chỉnh được tông nam tông nữ. Bên này cũng vậy đấy. Em có rất là nhiều những cái video mà suốt những năm 2018 vừa qua chúng em bán rất là nhiều cái dòng này. Cho nên các bác lục lại những video cũ của chúng em, rất là nhiều các video chúng em hướng dẫn các bác cách tỉ mỉ như vậy. Tiếng nhạc vô cùng tinh tế, lột tả được hết đầy đủ các âm sắc. Và bên chúng em hôm nay cũng đang rất là bận rộn để đóng những cái đơn hàng đi tỉnh đây. DAC X6 nhá, nâng tiếng CB600, siêu trầm B3 2020 và những đôi loa trợ lời Bốt 151, và có một tập đơn của chúng em đây nữa ạ. Và em đang test, em đang kiểm tra và test chiếc này cho anh Thành Nam, anh ở tỉnh An Giang. Với chiếc KM5FX này trước đây có giá bán trên 3 triệu. Sau khoảng một thời gian ra mắt thị trường thì nó có dễ chịu hơn một chút về giá, đó là 2,8 triệu. Và đến bây giờ tiếp tục được hạ một nấc thang nữa là 2,5 triệu. Chúng em bao ship và tặng kèm đầy đủ dây dắt cho các bác. Các bác thấy thế nào ạ? Nó quá phù hợp để chúng ta đưa em nó về vào cái thời điểm này. Chắc chắn là thời điểm này là thời điểm giá dễ chịu nhất rồi, nhưng sẽ về cuối năm mà các bác chần chừ để chờ đến cuối năm thì em xin thưa các bác là về cuối năm là không có một cái gì giảm hết. Về cuối năm nói đơn giản như một đôi dép nhé, một đôi dép hay một bộ quần áo bình thường về cuối năm nó cũng lên giá. Gạo chúng ta ăn hàng ngày cũng lên giá, đồ ăn thức uống chúng ta ăn uống hàng ngày cũng lên giá. Các bác cứ rút kinh nghiệm ra từ những chiếc xe mô tô hay là những chiếc xe ô tô mua về cuối năm luôn luôn đắt. Và cái thời điểm giữa năm như thế này là tất cả các mặt hàng đều có một cái mức giá rất là dễ chịu, nên các bác mua vào cái thời điểm này là được lợi rất là nhiều. Và chính sách bên công ty chúng em là bảo hành trọn đời sản phẩm các bác mua bên chúng em. Thế nên các bác lựa chọn sản phẩm bên chúng em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Sản phẩm không lo trong quá trình sử dụng có vấn đề gì, các bác chỉ cần điện thoại cho chúng em, một cuộc điện thoại chúng em sẽ tư vấn và bảo hành cho các bác tất cả những sản phẩm mà các bác mua bên chúng em. Chiếc KM5FX này có giá hiện nay là 2,5 triệu đồng, đó là đơn hàng của anh Trần Thành Nam, anh ở tỉnh An Giang ạ.
anh đấu với âm ly hay là đẩy thì ở đây không ghi. Chút nữa em sẽ kiểm tra lại, chắc là anh đấu với âm ly thôi. Âm ly thì em sẽ tặng anh một cặp dây em tặng anh một cặp chuyển đổi cam nông ra hoa sen và một sợi dây AV0.8 nữa. Và em sẽ đóng hàng, em sẽ dừng video. Và các bác khách hàng nào có nhu cầu về các dòng như là đây, trầm đây, chúng em rất là nhiều. Bốt Denson B32020 Martin. Và lên bên trên là những cái dòng vang của thương hiệu WeWood và GA rất là nhiều, chúng em rất là nhiều. Nâng tiếng mic UGX10, X20. Và chuẩn bị cho buổi livestream tối ngày hôm nay thì chúng em mời các bác chờ và căn giờ vàng vào cái tầm 7 giờ đến 8 giờ, chúng em sẽ tổ chức một buổi livestream sẽ bán với một mã sản phẩm giảm giá sâu vào cái khung giờ vàng. Và các bác chờ đợi đón xem chúng em livestream để căn giờ vàng để chọn cho mình một sản phẩm ưng ý nhất nha các bác nhé. Vâng, em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần này các bác ạ.